bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty cổ phần truyền thông Hòa Thủ. Tập 70. Savannah, tôi cần cô giúp. Chúng tôi phải đi ngay bây giờ. Kulat tìm được chúng tôi rồi. Cái gì? Cô còn một căn nhà ở gần bệnh viện Bandaru Dông mà. Phải, nhưng mà bây giờ nó vẫn đang được sửa chữa. Tôi không quan tâm, chúng ta phải đi ngay mới được. Đi thôi. Cái gì vậy? Họ đã chạy thoát. Biển số của họ là Alpha Kilo Alpha 3969, nhớ chưa? Phải đó. Ok. Tức thiệt. Cái gì vậy? Ông Kulat à, cô nghĩ là họ đã đi rồi. Danilo, có tin gì tốt chưa? Đã bắt được Cassie. Rất tốt. Rumina sẽ phát điên khi cố giành lại Cassie. Đừng đi đến nơi ẩn nấu. Nó đã bị phát hiện. Em sẽ nhắn tin cho anh chỗ mới nha. Được, hiểu rồi. Maga trốn đi cô. Sao? Mẹ nó trốn đi. Mẹ à, trốn phía sau đi. Thưa bà, vui lòng bước xuống xe đi. Được, thưa anh cảnh sát. Ê, nè. Ê. Chúng ta cần tìm ra họ. Bác có tìm thấy gì ở nơi ẩn náu của Daniela hay không bác? Chúng tôi không thấy họ ở đó. Nhưng Miko đã tìm được điện thoại của Maga. Thằng bé nói là Maga có thể đã cố tình để lại điện thoại. Mau mau coi đi. Chờ một chút. Có mở được hay không? Đây. Còn... cái gì? Không phải cô còn một căn nhà ở gần bệnh viện Bandaru Dông sao? Phải, nhưng nó vẫn đang được sửa chữa. Tôi không quan tâm. Con dại, tao đã suýt giết con gái tao vì mày. Hector, đủ rồi. Bác sĩ nói con gái của anh không sao. Anh cứ đi chữa trị vết thương đi. Nói cho em biết nè, chị chỉ trì hoãn cái chết của em. Em vẫn sẽ phải chết thôi. Tôi không sợ đâu, đồ tội phạm. Em vừa gọi chị là gì hả? Tội phạm. Đó thật sự là có người chị mà. Và chị không đáng để tôi phải tôn trọng chị nữa. Câm miệng. Tao là Mondragon. Chị mới câm đi á. Có thể đừng sử dụng họ Mondragon nữa được không? Chị đừng có hủy hoại tên tuổi của ba nữa. Vì tao là con gái duy nhất của ông ấy. Chưa bao giờ tao chấp nhận mày là em gái của tao hết, nghe chưa? Sao những việc mà chị đã làm sao? Tùy chị. Tôi không hề muốn một con quỷ làm chị gái của tôi. Mẹ, tại sao lại làm tổn thương Cassie? Tại sao lại trói bạn ấy lại chứ? Bởi vì nó xứng đáng. Con không nhớ sao? Họ đã bắt cóc con mà. Họ không có bắt cóc con. Con là người đã cố ý lẻn vào xe của dì Romina. Bởi vì con chỉ muốn biết liệu Cassie có còn sống hay là không thôi. Nhưng thay vào đó, con lại phát hiện ra điều khác đó mẹ. Con phát hiện ra mẹ thực sự tàn nhẫn như thế nào. Cái gì? Chị Romina chưa bao giờ làm tổn thương đến con cả. Nhưng mà mẹ thì sao? Mẹ đã bắn cậu của Cassie. Con đã nghe được điều đó khi mà con gọi cho mẹ. Mẹ làm điều đó chỉ vì mẹ muốn giành lại con thôi mà gà. Không phải như vậy.
Chị đã cố trừ khử chúng tôi ngay từ ban đầu rồi. Cấm miệng. Mẹ đánh đi. Mẹ lại làm tổn thương Cassie nữa thì con sẽ tự mình báo cảnh sát để mà bắt mẹ đó. Con sẽ không làm như vậy đâu. Nếu điều đó là cần thiết thì mẹ, con sẽ làm. Con sẽ làm điều đó. Không. Không được đi. Mẹ. Romina, cô đang làm cái gì vậy? Sẵn sàng. Vết thương của cô vẫn chưa khỏi. Để chúng tôi giải quyết cho. Chúng tôi cần đưa cô tới bệnh viện trước. Mạng sống của con tôi đang bị đe dọa. Tôi cần phải tự mình làm việc này thôi. Cô cần có kế hoạch, Romina. Nếu như cô bị bắn nữa thì phải làm sao đây, hả? Tôi sẽ đứng lên và tiếp tục. Dù cho tôi đã chết, bác Kulat, tôi thật sự cần phải giành lại con gái của tôi thôi. Họ không thể làm tổn thương Cassie được nữa. Savannah, tôi đang giữ Cassie. Tôi sẽ yêu cầu Romina tiền chuộc. Hãy thu xếp để tôi và Maga có thể rời khỏi đất nước này. Em muốn đi đâu? Hector, muốn bỏ rơi anh hả? Trả lời. Không có ai hết. Romina. Đây là vở kịch gì vậy? Tỉnh lại đi. Mày đã đưa con gái của tao đi đâu rồi? Romina, là Hector. Cô cần phải ngăn anh ta. Mày đã giấu con của tao ở đâu hả? Hector đã đưa nó đi rồi. Anh ta cũng bắt luôn Maga. Làm ơn đuổi theo Hector đi. Mau tìm anh ta đi. Đừng tin lời kẻ dối trá, Romina. Ba, con đang nói sự thật. Hector phát hiện con định bỏ rơi anh ta nên rất tức giận và đánh con. Ba, anh ta đã bắt Maga. Mau đi cứu cháu gái của ba đi. Mau lên. Cassie. Romina, quay lại đây ngay. Trả lại con gái cho tao. Nhanh lên. Đồ khốn kiếp, đừng bao giờ làm tổn thương con gái tôi. Nếu không tôi sẽ giết chết anh. Tao không quan tâm tới chuyện của mày với Daniela, mày hiểu chứ? Trả lại tụi nhỏ cho tao. Đừng có lôi tôi nói về chuyện này nữa. Hai đứa nó vô tội. Tao cần một thứ từ mày. Cái gì? Tiền chứ gì. Muốn có được tụi nhỏ thì mang tiền tới cho tao. Mọi thứ mày có. Ý của tao là tất cả mọi thứ. Mày mất trí rồi hả? Không. Đợi cuộc gọi hoặc tin nhắn, tao sẽ cho mày biết chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu. Điều mày yêu cầu là không thể. Nó không dễ dàng như vậy đâu, mày hiểu chứ? Vậy thì tệ quá. Bởi vì mày sẽ không bao giờ được gặp con gái của mày nữa. Hay là Maga nữa đâu. Đúng là đáng kinh mà. Đồ khốn nạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Nhớ mang tiền theo đó. Và phải mang theo Daniela nữa. Tao vẫn chưa xong việc với cô ta. Hãy nhớ Romina, đừng làm điều gì dại dột. Và đừng mang cảnh sát theo cùng. Hector, Hector, Hector. Cởi trói mau lên. Mày sẽ đi cùng với tao. Nè, làm gì lâu vậy? Dạ gần xong rồi anh. Đủ rồi đó. Mày ồn quá. Mày giống mẹ mày. Mẹ tôi đang đến rồi có phải không? Ông muốn tiền của chúng tôi để đổi lấy tôi hả? Mày nghĩ là tao sẽ để mày đi hả? Ý của ông là gì chứ? Chỗ này sẽ là nơi mày chết. Sau đó
mày sẽ được gặp mẹ mày ở dưới địa ngục, hiểu chưa con gái? Nè, đưa vô. Dạ. Thả tôi ra, mau lên. Thả ra. Đi mau. Thả tôi ra. Đưa đi. Thả tôi ra. Đưa đi, vô. Đi ra ngoài. Nhanh lên. Tôi tới rồi. Chào mừng Romina. Daniela. Mấy đứa nhỏ đang ở đâu? Thứ tao kêu đâu? Cái gì? Tôi xin lỗi. Cô có tên trong danh sách của anh ta. Khốn nạn, mau buông tôi ra. Cấm miệng. Nếu như cô còn muốn gặp lại con gái. Mấy đứa nhỏ ở đâu rồi hả? Tiền đâu? Tiền ở trong xe. Tất cả sao? Ngoài bộ đồ tao đang mặc thì mọi thứ tao sở hữu đều ở trong đó. Alo, luật sư, tôi là Kulat. Tôi đã cố gọi cho Romina nhưng mà cô ấy không bắt máy. Có biết cô ấy ở đâu không? Chúng tôi sẽ đi bắt Hector và Daniela. Nhưng mà Romina, cần phải giành lại hai đứa nhỏ trước. Tất cả đều ở đó. Bây giờ hãy nói cho tao biết bọn nhỏ đang ở đâu. Giờ mày tìm đi. Ở đâu đó quanh đây thôi. Mày nói cái gì? Hector, ý của mày là gì? Là chơi trốn tìm. Nhưng mà mày không có nhiều thời gian đâu. Mọi thứ đang ở đó. Có vẻ là vậy. Em muốn đi đâu? Em bỏ rơi anh hả? Không có. Em sẽ không làm vậy đâu. Anh sẽ đi cùng em và Maga khi chúng ta trốn thoát. Đừng nói dối nữa đã đi là. Em đã nói là chỉ có em và Maga rời khỏi đây. Em chỉ làm vậy để bảo vệ anh thôi. Anh không thấy sao? Savannah không thích anh. Nếu em nói với cô ấy là em mang anh theo, có thể cô ấy sẽ gọi cảnh sát đó. Còn khốn đó. Nhưng cô ấy là bạn bè của em. Cô ấy chỉ quan tâm em thôi. Chúng ta đi đâu? Chúng ta sẽ đến Mindanao. Trong khi chờ họ làm giả giấy tờ cho chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ có thể trốn thoát khi lấy được hết số tiền của Romina. Điều đó không dễ đâu. Bởi vì bây giờ Romina đang rất muốn giành lại con gái của ta. Được rồi, đưa Cassie đi. Anh sẽ ưu tiên con gái của anh, còn em sẽ lo liệu Maga. Nó phải được an toàn. Chờ đã, đánh em đi. Em sẽ đóng vai nạn nhân và đánh lạc hướng họ để anh có thể trốn thoát cùng bọn trẻ. Nhanh lên. Cứu con với! Cứu con! Mẹ! Cứu con! Cứu con với! Sẽ giữ cái này đi. Savannah, Maga có đó không? Có, đang ở cùng với tôi. Cô đang ở đâu vậy hả? Danny, bây giờ con gái của cô đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đó. Con bé đang nổi cơn thịnh nộ. Kệ nó đi, tôi đang tới. Tôi đã có tiền rồi. Tôi cần chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và chuẩn bị tàu cao tốc. Tôi sẽ đánh lạc hướng Hector để tôi có thể lên xe. Được rồi, nhưng nhanh lên. Em đang giỡn mặt hả?
Mọi thứ em muốn rồi, phải không? Bây giờ em đã có được mọi thứ em muốn, em không cần anh nữa chứ gì, phải không? Trả lời. Không, không. Mẹ ơi, cứu con với. Mẹ ơi. Chờ một chút nha con, mẹ sẽ trở lại. Có yêu anh không? Có. Có, Hector. Làm ơn buông em ra đi. Buông em ra được chứ? Nè, 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 nè. Em chứng minh cái đã. Chứng minh là em yêu anh. Không, không, không. Tránh xa tôi đã. Em không yêu anh. Không, anh đã làm mọi thứ em muốn rồi. Em đối xử với anh như vậy hả? Anh đã làm mọi điều mà em kêu anh làm. Anh đã cho em mọi thứ, nhưng mà nếu như em không thể yêu anh thì người khác cũng đừng hòng có được em. Em làm là của anh. Không, em không, 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 à? Không, 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 không. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thì sao lại đưa con đến đây? Con và mẹ con sẽ rời khỏi đây. Nhưng tụi con không thể đi đâu được đâu. Mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn với mẹ nếu tụi con bỏ chạy đó mẹ à. Maga, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con. Mẹ con đã có tiền của Romina rồi. Cô ấy sẽ thoát khỏi mọi thứ. Mẹ con có tiền của dì Romina là sao? Đừng hỏi thêm nữa. Còn Cassie? Cassie, bạn ấy đâu rồi? Maga, mọi người đã làm gì với Cassie? Câu hỏi như vậy được không? Hả? Chúng ta hãy đợi mẹ con tới đi. Cô ấy đang đến. Maga, 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 không, Maga, 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 cứu con với! Tụi khốn nạn, mày là ác quỷ. Cái gì chứ? Tại sao mày lại giúp cô ta? Cô ta là người đã khiến mày bị cưỡng bức chứ không hả? Không có nghĩa mày được cưỡng bức cô ta. Không có người phụ nữ nào đáng bị cưỡng bức. Cho dù họ có xấu xa đến đâu, mày cũng có con gái mà. Nè, nói gì đó? Mày đừng có lôi con gái tao vô. Sao vậy? Mày kiếm được chưa? Con gái mày đó hả? Hay là mày cần cái này? Đưa tao chìa khóa đi. Romina, mày đã ở đội thua cuộc rồi. Mày đã thua rồi. Ugh.
cảnh sát đang tới đây rồi. Chìa khóa đâu? Mẹ, mẹ, chuyện gì vậy? Mà gà, làm sao? Tôi tưởng là con bé bị bắt cóc. Cô hợp tác với cả hai bên. Bởi vì tao muốn mày mất tất cả. Tao vẫn chưa xong việc trả thù mày đâu, Romina. Daniela, tôi đã cứu cô. Tao không yêu cầu mày làm vậy. Mày cũng biết trái tim mềm yếu của mày sẽ khiến cho mày thất bại. Tao đã giữ lời hứa của tao. Mọi thứ tao có, tất cả tài sản của tao, tao đều đưa cho mày hết rồi. Vậy nên làm ơn đi, hay để cho tao về con gái của tao đi. Tính mạng của nó đang gặp nguy hiểm kìa. Chìa khóa. Mày tìm cái này đúng chứ? Daniela, tại sao? Đưa nó cho tao đi. Thật không may, tất cả số tiền của mày không đủ để bù đắp cho tất cả những đau khổ mà tao đã trải qua từ khi mày bước vào cuộc đời của chúng tao rồi. Mày còn muốn gì nữa? Nếu muốn mạng tao thì hãy giết tao luôn đi. Được thôi, tao biết chừng nào mày còn sống thì mày sẽ luôn là cái gai trong mắt tao. Nên được, được, tao giúp mày toại nguyện, Romina. Tao sẽ giết chết mày. Mày sẽ chết cùng với Cassie. Mẹ, mẹ, dừng lại đi mà. Đừng can thiệp cho chuyện này mất á, Maga. Không, mẹ. Maga. Chỉ cần đưa chìa khóa cho chị ấy. Nếu không con sẽ không đi cùng với mẹ đâu. Chúng ta đã có kế hoạch rồi phải không? Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Con chỉ muốn chuyện này kết thúc thôi mẹ à. Con chán khi thấy mẹ như vậy. Vì đây không phải là con người thật của mẹ. Làm ơn hãy lắng nghe con đi. Mẹ ơi, hãy nghĩ cho con đi mà. Maga, chị, không. Đi đi. Maga. Mẹ, để họ yên đi mẹ. Hãy để yên cho chị Romina đi. Ở đâu? Bên trong nhà kho đó xếp. Bao vây hết khu vực này. Đó, đó. Ông Kulat, tôi muốn đảm bảo là cháu gái tôi và những người khác được an toàn. Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra vậy bên đó? Cô Esther à, tôi vẫn chưa biết. Cô cứ ở đây chờ đi ha. Ông của Lát, hãy kiếm chỗ an toàn Esther. Maga, mẹ. Maga, họ đang tới. Đi thôi, chúng ta phải đi thôi, mau. Mẹ. Cassie. Cassie. Làm ơn đừng bắn. Cháu gái tôi đang ở trong đó đó. Coi chừng làm nó bị thương. Làm ơn. Bà Bartolome, mau đầu hàng đi. Daniela, giúp tôi. Savannah. Daniela, đừng có lôi Maga vào chuyện này. Hãy để con bé đi đi. Tôi cầu xin cô đó. Maga, giữ chặt đi cô. Maga, làm ơn đừng bắn. Không được bắn. Maga, lại đây mau lên. Maga, lại đây nhanh lên nào. Danny, mau đuổi theo chiếc xe đó. Danny, Cassie, Cassie, Romina, Cassie, 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 làm ơn tỉnh lại đi mà con. Con gái. Cục cưng à, bây giờ ổn rồi con. Cassie, mẹ ở đây mà. Shh. Cassie, Cassie, Cassie. Daniela, bỏ cuộc đi con. Cô cũng quay lưng lại với con sao? Cô đã cố gắng giúp con thay đổi. Cô đã dành cả cuộc đời của cô để chăm sóc cho con. Cô không biết là cô đã sai ở đâu.
Tất cả các người đều giống nhau. Cô chưa bao giờ thương con. Cô thương con Daniela. Đó là lý do cô làm việc này. Con có muốn mất đi Maga không? Con muốn con bé đau khổ cả đời sao? Có phải con muốn vậy không con? Bà Bartolome, hãy mau bỏ súng xuống đi. Daniela, mau đầu hàng đi. Romina. Daniela, cô. Ba tháng sau. Nếu như cô đến đây chỉ để hả hê thì cô về được rồi. Dù cô có tin hay không thì điều này cũng không dễ chịu với tôi. Cô hạnh phúc không Romina? Cô đã thắng rồi đó. Và bây giờ tôi đang chịu đau khổ. Daniela, với những chuyện chúng ta đã trải qua, không một ai có thể nói là tôi hạnh phúc với tất cả những điều đó hết. Trong quá trình tìm kiếm công lý, tôi đã bị cơn giận làm cho mù quáng. Tôi chỉ muốn được yêu thương bởi những người tôi yêu thương mà thôi. Bởi ba, bởi mẹ, bởi Carlos. Bởi Maga. Nhưng suy nghĩ của tôi về tình thương là sai lầm. Tôi đã nghĩ nếu cho đi tất cả những gì mình có thì tôi sẽ nhận được lại tình yêu giống như vậy. Dù điều đó khiến mọi người bị tổn thương. Đó chính là chất độc đã dần dần giết chết tôi. Tôi không biết làm sao mọi chuyện lại thành ra như vậy nữa. Nếu như thế giới này hoàn hảo thì chúng ta đã là một gia đình hạnh phúc rồi Daniela. Chúng ta sẽ không làm tổn thương nhau và sẽ không có mạng sống nào phải mất đi. Tôi biết điều đó thật khó khăn và có lẽ là không thể nào. Nhưng tôi chỉ muốn xin cô một điều thôi. Tôi hy vọng là cô hãy tha thứ cho chính cô. Cô làm tôi ngạc nhiên đó Romina. Tôi biết yêu cầu nữa hơi quá đáng, nhưng giúp tôi một việc được không hả? Hãy chăm sóc tốt cho con gái tôi. Hãy chăm sóc cho Maga thật tốt. Hôm nay tôi đến đây không phải là để nghe cô đưa ra yêu cầu đó. Maga vẫn là gia đình của tôi, giống như cô vậy. Tôi hứa với cô tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho con bé. Giúp tôi đưa nó cho Maga nha. Trước đây tôi luôn chuẩn bị sẵn quà cho nó, nhưng đây là thứ duy nhất tôi có thể tặng lúc này. Tại sao cô không tự đưa cho con bé đi? Không, không làm ơn. Tôi không làm được. Tôi không thể. Tôi không biết làm sao để đối mặt với Maga nữa. Tôi không muốn nhìn thấy tôi như vậy. Tôi không muốn được mà nhẹ là. Tôi chỉ mong con bé vẫn sẽ yêu thương tôi thôi. Daniela, cô không thể quyết định được điều đó. Ba,
Bà gà, con đang làm dữ đây. Mau đi đi. Mẹ, mẹ, không mẹ. Biết nhìn mẹ mà. Trời ra đi. Mẹ. Đừng nhìn mẹ, tránh ra đi con. Mẹ. Mẹ. Đừng nhìn mẹ. Mẹ. Con sẽ không rời xa mẹ đâu. Cho dù có chuyện gì xảy ra, con sẽ không rời bỏ mẹ của con đâu. Bởi vì con thương mẹ. Con thương mẹ rất nhiều. Mẹ xin lỗi mẹ gà. Mẹ xin lỗi. Mẹ không biết mẹ có thể làm gì để nhận được sự tha thứ của con. Mẹ không biết làm gì. Mẹ không biết. Mẹ không biết. Xin tha thứ cho mẹ mẹ gà. Chị đã được trao một cơ hội khác để thay đổi. Chị vẫn có thể sửa chữa lỗi lầm nè. Và em, em hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn với chị. Mà tôi luôn khao khát sẽ giúp tôi được hạnh phúc, nhưng mà tôi đã sai, bởi vì nó mới chính là nguyên nhân của mọi đau khổ. Tôi đã chiến đấu để mạnh mẽ hơn và hoàn thiện hơn vì những người đang trông cậy vào tôi. Tình yêu có thể làm giấy bẩn quá khứ, nhưng việc làm mẹ đã cho tôi một khởi đầu mới. Bởi vì đó là cuộc sống. Đôi khi bạn phải đối mặt với những thử thách đến mức tuyệt vọng, nhưng bây giờ đối với tôi, thử thách chính là một phước lành. Bởi vì nó sẽ làm cho bạn mạnh mẽ. Tôi nghĩ vẻ đẹp của cuộc sống nằm ở việc đối mặt với nhiều trở ngại hơn nữa, và không bao giờ mệt mỏi trong việc yêu thương và tha thứ. Những kỷ niệm còn mãi trong tim chúng ta. Robert Mondragon. Dù có là dây xích vàng nặng nhất thì cũng không thể giam giữ bạn quá lâu, bởi vì tình yêu mà bạn nhận được từ gia đình và tình yêu mà bạn dành cho bản thân sẽ là thứ giải phóng bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.